Hi everybody, I'm back. Now I'm going to do the name seals for Lei Chong Yong. I don't know if my pronunciation of Vietnamese name is correct, but in Chinese, this gentleman named Lei Chong Yong, he's very famous Vietnamese musician, singer in Vietnam. He lives in LA, so we met, and he chose these two beautiful stones for his name seal, and also we did the title seal earlier. So the next I'm going to do this Chinese name. This is the stone. So I made a copy on the stone with a transfer liquid called acetone. It's a kind of nail polish remover. I can transfer the laser printout onto the stone. I use a large knife to start with the edge, just to test. This is a Shosan kind of stone. It's very nice, crispy kind of. You take out the corners, make it rounded, more natural shape, organic shape. Okay, now I'm going to use this medium knife to do the carving. I start from this family name, Lei. I was wondering if this is the same last name as mine, Lei. Actually, it's not. It's the king's name. So he sent me the link to a king's dictionary page. So we figure out what's the type, the character. Chinese characters are used in the past for Vietnamese names. There's certain translation tool I think. So there are also three characters. And we add the fourth one called seal. Seal of Li Chun Yong. Yong means eternal, Chun means spring. Spring, eternal. Beautiful name. So I'm doing this positive carving to carve out background. It's very complicated to void the stroke. But you need to cut around the edge. I know some artistic seal engraver prefer the negative carving more. It's more artistic sometimes. But I like this style. I kind of developed my own red. I call it a full red style. With more red and the stroke, it has the same organic feeling. So a lot of little nuance makes the difference. They're not even in sickness. I have to make it up like a
calligraphy, you know, the calligrapher, Mr. Lei will appreciate this, I'm sure. So it's all has to do with lifting and pressing, just like a brush. Use the knife as a brush. To make it with good variation, it will feel like an antique or natural. Now on to this second character, Chun in Chinese, meaning spring. It's a very common name for Asian males. Structures in between square and round. That's the beauty of this seal script. This last character, Yong, the third character in the name, Yong, means eternal. Thank you.
Lần thăm một tình yêu là bài hát mà Thanh Bùi và Hồ Ngọc Hà song ca trong bộ phim Để Máy Tính của đạo diễn Charlie Nguyễn. Bài hát nhạc phim được yêu thích nhất. Ngày hôm nay Sài Gòn TV News mời quý khán giả cùng ghé thăm nhà nhạc sĩ đã viết ra ca khúc này. Xin chào Sài Gòn TV và xin mời quý vị cùng bước vào. Sinh trưởng và lớn lên tại Sài Gòn, sau đó định cư tại Canada năm 1980, rồi sang Hoa Kỳ vào năm 1985 và làm việc tại văn phòng đặc trách thanh niên của quận Cam từ năm 1989 cho đến nay. Nhạc sĩ Lê Xuân Trường từng là sống ngôn viên năm 1990, biên soạn chương trình văn nghệ cho nhiều đài truyền hình và radio. Anh cũng là người sáng lập và chủ nhiệm tạp chí văn nghệ Magazine từ năm 1999. Cái phòng của anh có thể, em thấy nó có thể mở được cái studio. Không phải là nhà, nó là home studio. Thật sự ra Lia biết không, là ngày xưa ở Việt Nam, nếu một người nhạc sĩ sáng tác họ chỉ cần có cái đàn thôi là đủ rồi. Nhưng mà cái khổ của anh cá là bây giờ càng ngày kỹ thuật nó càng đi cao hơn. Cho nên nếu mà mình không có studio, mình không có trải bày tư tưởng của nó được. Chẳng hạn như là mình muốn cái bài hòa âm như vậy, để mình diễn tả cái hòa âm nó như thế nào, thì tự mình làm, thì mình đúng ý của mình. Chỗ đó trống đánh như thế nào, đàn dây kéo như thế nào, hay là nó như thế nào đó, thì mình mới bày nó lên trên các hòa âm của mình. Hey, no, I'm working on the last person. See you. Thực ra cái bài này thì đạo diễn Charlie Nguyễn của công ty iFocus ở Việt Nam thực hiện để quay cái single DVD này. Thì cái nội dung của cái bài hát là như hồi nãy anh kể cho Lia đó, là cái tìm về dấu yêu, là mình ví quê hương mình với một người tình. Rồi bây giờ mình mới đi về để mình tìm lại những cái đẹp của quê hương mình, giống như mình về tìm lại cái gì dấu yêu mà mình đã từng mình mất rồi. Rồi mình đi tìm lại. Thì trong cái bài này thì Charlie Nguyễn mới ví là cái cô gái đó mà cái tình yêu mà mình muốn đi về mình tìm lại. Nhưng mà hồi bé thơ thì là cô bé đó là cái cô bé chơi chung trong cái ngõ hẻm, trong cái xóm, trong khu nhà mình. Nhưng mà bây giờ mình trở về thì cô đã lập gia đình rồi. Thì cái album mà đang viết với Thanh Bùi thì đã viết xong rồi, Thanh Bùi thu đã xong rồi, bây giờ sửa soạn qua với cái phần mix và mastering thì sẽ được phát hành. Thì cái album này có thể nói lên là Thanh Bùi muốn cho mọi người biết được là dù cho Thanh Bùi không nói được tiếng Việt Nam, nhưng mà quả tim là con người Việt Nam, Thanh Bùi cố gắng làm sao học tiếng Việt Nam, hát tiếng Việt Nam để hoàn thành cái album. Time.
Rồi sắp tới thì khi mà cái album release đã được phát hành á, thì là công ty Mỹ của Thanh Bùi ở bên Úc cũng sẽ phát hành cái album này luôn trong cộng đồng của mọi người ngoại quốc. Và Dương Khắc Linh là trực tiếp đại diện để phát hành ở khắp nơi nơi có người Việt Nam. Thì sau khi cái album được mà phát hành rồi thì Thanh Bùi sẽ tour nước Mỹ, sẽ đi khắp các tiểu bang để mà biểu diễn toàn nước Mỹ. Để cho tất cả những người Việt Nam có thể đến tham dự và dự kiến buổi trình diễn thật đặc biệt của Thanh Bùi với cái album mới này. Okay, we'll do some cleanup and we will make a first imprint. Okay, finally I'm ready to make a first imprint. The statue with the animal, usually the face facing the user, or the left side. And you don't need to press that hard if it's positive karmi, so the line would be fine. But you want to make it even. Okay. That's pretty close. I think the margin may be a little too heavy, and I would make it even, and some strokes also need to fine-tune. The fine-tuning could take a long time, so I will take this part. The left is the right. It's kind of tricky. I usually use a mirror if I cannot tell. You can knock the edge traditionally, but to be safe, I just carve it. The effect is to make it look very natural. Okay, I did some fine tuning
and adjustment to the width of the thickness of the strokes and the border. See if it's finer. Okay, much better. This will be less grainy. Let's do a stamp on the special paper. See. This is a very thin rice paper. It's specially designed for this kind of rubbing or imprint. See, this is much finer, right? Okay, so this is it. I will put a stamp in my new album. I just finished the last one, so this is a brand new one. I'm going to put this one in the front. Save some room for the second seal. Okay. Beautiful, isn't it? It's a very powerful seal. You can feel the weight, very heavy. And the next I'm going to do the Vietnamese seal, which is very unusual. I usually don't do the alphabets, but I will explain why. Okay, thank you for watching, and thank Mr. Lei for your commission of doing this series of a set of name seals. And if anybody interested in your name seal or have a gift idea for someone you love, please contact me at blueheronarts.com. Bye-bye. Sẽ hết buồn chất ngất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay.